Thưa quý vị, tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày hôm qua đã ra mắt tại Đức mẫu điện thoại di động 5G được cho là thông minh nhất trên thế giới. Gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc đã trình làng điện thoại Mate 30 tại thành phố Munich của Đức trong lần đầu tiên công bố một mẫu điện thoại hoàn toàn mới kể từ tháng 5 vừa qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban bố lệnh cấm các nhà sản xuất trong nước bán linh kiện và công nghệ cho Huawei. Tuy nhiên, số phận của dòng điện thoại mới nhất này ở châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc liệu các khách hàng có chấp nhận mua một thiết bị không được quyền truy cập các dịch vụ của Google hay không. Điện thoại Huawei Mate 30 chạy trên phiên bản nguồn mở của Android thay vì phiên bản hiện tại được Google cấp phép. Mate 30 sẽ không thể truy cập dịch vụ Google Mobile Service để sử dụng Play Store và tải các ứng dụng như là Gmail, YouTube hoặc là Maps. Thay vào đó, thì Huawei sẽ cung cấp một giao diện riêng cho phép người dùng truy cập một số ứng dụng của Google.